Thời gian vừa qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý những trang web hay là ứng dụng quảng cáo trò chơi tài xỉu online vẫn đang gia tăng mạnh mẽ, đánh đúng vào tâm lý muốn kiếm tiền nhanh chóng, kèm theo những lời quảng cáo như rót mật vào tai. Những trang web này đã lôi kéo không ít người chơi vào cạm bẫy tài xỉu online. Năm 2021, người thanh niên này thường truy cập vào một trang web chơi tài xỉu online để giết thời gian. Trong lúc dịch bệnh kinh tế khó khăn, anh nghĩ có thể kiếm thêm thu nhập từ trò cờ bạc online này. Tuy nhiên, số tiền nạp vào ngày càng nhiều, khiến anh trắng tay lúc nào không hay. Cứ lúc nào rảnh là tôi vào tôi chơi game để đặt cược. Mới lúc đầu chỉ vài trăm nghìn, xong vài triệu. Có những lần đặt lên tới tận 20 triệu. Có những lần thua thì gần cả trăm triệu. Hết sạch cả tiền thì tôi chỉ nghĩ tôi nên dừng lại. Nhưng chỉ được vài hôm thì tôi lại muốn vào chơi để tôi gỡ. Bất kỳ ai cũng có thể chơi tài xỉu online bằng cách đăng nhập vào các trang web hay ứng dụng như 68 Game Bài, 68 Lottery, FB88, Sunwin. Đáng nói hơn, các ứng dụng và website này được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội. Bên dưới bài đăng, chủ tài khoản đính kèm đường dẫn để mời chào người dùng vào các hội nhóm cá cược hoặc dẫn link sang các trang web cá độ trực tiếp. Các đối tượng xấu còn sử dụng nhiều chiêu trò và có những hình thức quảng cáo như hoạt động từ thiện, phát tờ rơi, thậm chí livestream trực tuyến trên mạng xã hội để thu hút người chơi. Các cái tình trạng mà mua bán livestream cờ bạc, khi mà chúng tôi phát hiện các cái nội dung này thì đều yêu cầu các cái nền tảng, các cái doanh nghiệp, các cái website đều phải hiện ngăn chặn, gỡ bỏ các cái dịch vụ này. Và trong trường hợp mà có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chúng tôi sẽ chuyển cơ quan công an điều tra. Thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã liên tục phát hiện và xử lý, tuy nhiên các đường dây cờ bạc trực tuyến được thành lập bởi các đối tượng móc nối với nhà cái, quản lý các trang web cờ bạc online có máy chủ đặt ở nước ngoài. Vì vậy, rất khó để có thể kiểm soát và quản lý. Cái tội phạm cờ bạc trên mạng nó là tội phạm công nghệ cao, cái tính ẩn danh của nó rất là cao. Và các đối tượng rất dễ xóa đi các cái dấu vết chứng cứ điện tử, và đặc biệt là đây là liên quan đến nước ngoài, nên do đó có thể chặn được một cái nhóm nào đó, nhưng nó chỉ là một cái nhánh nào đó. Những cái hành vi nào mà xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam thì chúng ta có cơ chế để xử lý, còn những cái đối tượng mà bên ngoài lãnh thổ thì về thực tế là cũng chưa bị xử lý và nó cũng nằm ngoài phạm vi. Trong trường hợp mà chúng ta phát hiện thì người ta có thể xem xét về cái vấn đề là đồng phạm. Dù hình thức đánh bạc có thay đổi từ trực tiếp thành trực tuyến, ham mê cờ bạc vẫn khiến nhiều người tan cửa nát nhà, sa chân vào con đường phạm tội, tự mình đẩy cuộc sống đến bế tắc. Do vậy, người dùng mạng cần tỉnh táo, không cả tin vào những lời mời gọi để trở thành con mồi sa vào cạm bẫy trên không gian mạng.